Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Bí quyết trị môi thâm hiệu quả ngay tại nhà, chị em nên bỏ túi. Đôi môi hồng tươi sáng luôn tạo sức hút đặc biệt cho cả tai đẹp lẫn cánh mày râu. Tuy nhiên, có nhiều tác nhân từ ánh sáng mặt trời, thói quen hút thuốc lá, tiêu thụ các thức uống như caffeine, dùng mỹ phẩm kém chất lượng, bị dị ứng hoặc là mất cân bằng nội tiết tố, có thể khiến đôi môi bạn trở nên thâm sạm và kém sắc. Tình trạng này sẽ dần được khắc phục bằng nhiều bí quyết đơn giản từ thiên nhiên, vốn an toàn, dễ tìm, ít tốn kém chi phí so với việc dùng mỹ phẩm đặc trị hoặc các phương pháp mỹ phẩm khác. Một trong những bí quyết đó chính là hoa hồng. Vì hoa hồng có 3 tính chất dược liệu, chính là làm dịu, làm mát và giữ ẩm da. Ngoài ra, đây cũng là một loại hoa giúp tăng thêm màu hồng tự nhiên cho làn môi thâm và sạm. Vậy sử dụng hoa hồng như thế nào để sở hữu đôi môi hồng hào một cách tự nhiên? Các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Nguyên liệu cần chuẩn bị. Thứ nhất là một bông hoa hồng. Với hoa hồng, các bạn nên chọn loại hoa có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua phải hoa bị tẩm thuốc hoặc là phun thuốc hóa học. Nguyên liệu thứ hai là mật ong nguyên chất. Trong mật ong có chứa nhiều vitamin và lượng axit amin nhất định, giúp chống lại quá trình lão hóa, nuôi dưỡng phục hồi đôi môi cong mọng. Đặc biệt, trong mật ong có chứa glucose và fructose, giúp làm hồng đôi môi thâm. Bởi vậy, mật ong là nguyên liệu trị môi thâm mà bất cứ chị em nào cũng nên dùng thử. Và nguyên liệu thứ ba là 2 viên lan vitamin E. Vitamin E là trợ thủ đắc lực, mang lại tự tin và làm cho đôi môi hồng ngọt ngào cho bạn gái. Với vitamin E, các bạn dễ dàng mua được ở các quầy thuốc tây trên toàn quốc với giá rất là rẻ. Với 3 nguyên liệu này, cách các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị cho mình một xoong nước sạch. Bạn hãy vặt từng cánh hoa hồng này và cho vào xoong. Chúng ta sẽ tiến hành rửa, tốt nhất là bạn nên rửa từng cánh một. Và giờ có thể vớt nó ra được rồi đấy. Đây chính là phần hoa hồng của chúng ta sau khi đã được rửa sạch. Giờ mình sẽ cho những cánh hoa hồng này vào một cái cối và dã nhuyễn. Hoa hồng của chúng ta đã dã nhỏ rồi đấy các bạn. Giờ mình sẽ đổ nó ra một cái bát. Đây chính là hoa hồng của chúng ta khi đã được dã nhỏ. Bây giờ thì bạn hãy cho vào bát này một thìa mật ong nguyên chất. Tiếp theo, bạn hãy chích lấy dịch của 2 viên vitamin E cho vào bát hỗn hợp này.
Giờ thì bạn hãy đánh thật đều tay cho các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện với nhau. Đây chính là hỗn hợp cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị mùi thâm tại nhà này. Buổi tối trước khi đi ngủ, các bạn làm sạch đôi môi của mình bằng nước. Sau đó, bạn lấy hỗn hợp vừa làm thoa trực tiếp lên môi. Tiếp theo, bạn dùng tay massage nhẹ nhàng đôi môi của mình từ 1 đến 2 phút để các chất có trong hỗn hợp thẩm thấu đến từng tế bào môi. Cuối cùng, bạn lưu hỗn hợp trên môi khoảng 10 đến 15 phút và rửa lại bằng nước sạch. Đảm bảo bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt ngay từ lần đầu thử nghiệm. Duy trì cách trị mùi thâm này trong vòng 1 tháng, bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ về kết quả nhận được. Và những lưu ý quan trọng cần nhớ cho cô nàng mùi thâm. Nên tăng cường bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể bằng cách ăn nhiều rau xanh, củ quả, trái cây trong các bữa ăn hàng ngày. Nên hạn chế sử dụng son, nhất là các loại son chứa chì vì chúng sẽ khiến cho đôi môi bạn bị thâm hơn. Hãy chú ý chăm sóc môi thường xuyên bằng cách tẩy da chết cho môi kết hợp với việc dưỡng ẩm và dưỡng môi hàng ngày. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp! Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm đẹp hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!